Đến trưa ngày 9 tháng 5 năm 2019, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại chùa Long Thọ, thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy ở chùa Long Thọ vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Người dân xung quanh chùa và lực lượng công an xã, dân quân đã tích cực tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên đã điều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến chữa cháy. Do chùa có nhiều vật liệu dễ cháy như sách vở và gỗ nên lửa cháy lan rất nhanh. Nhiều vật dụng trang trí và tiêu dùng trong chùa bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Chính quyền huyện Phú Hòa đã đến động viên và cử lực lượng tại chỗ của xã Hòa Trị giúp nhà chùa khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhà chùa tiếp tục duy trì hoạt động tín ngưỡng tạm thời ngay tại khuôn viên. Được biết, chùa Long Thọ được xây dựng từ năm 1963 với diện tích khuôn viên hơn 3.000 m2.